Chào mừng các bạn đến với bài chia sẻ trên với kênh An Nhiên. Người xưa thường có những câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, cái miệng làm hại cái thân. Ý nghĩa chính là bệnh do ăn uống không cẩn thận dẫn đến, còn tai họa là do lúc ăn nói không suy nghĩ, bất cẩn tạo nên. Lời nói có thể là liều thuốc chữa lành tinh thần nếu đó là lời hay ý đẹp, lời yêu thương nhưng sẽ biến thành thứ độc hại hủy hoại từng tế bào tâm hồn nếu đó là lời xấu xa. Vì thế lời ăn tiếng nói của một người sẽ phản ánh sự cao thấp về mức độ tu dưỡng bản thân và trí tuệ cảm xúc của người đó. Người thông minh, khôn khéo sẽ biết trong quá trình nói chuyện sẽ rất hạn chế hoặc không bao giờ nói ra ba điều này. Quý vị thân mến, ông bà ta từ xưa đã dạy rằng, người khôn nói ít, nghe nhiều, lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. Trước người hiền ngõ khôn ngoan, nhường trên một bước, rộng đường dễ đi. Chuyện người chớ nói làm chi, chuyện mình biết vậy thì mới khôn. Lời dạy này thực sự rất đúng. Trong cuộc sống, bất kể bạn là ai hay đang ở đâu, việc giao tiếp giữa người với người đều phải dựa vào ngôn từ để bày tỏ tình cảm, suy nghĩ. Tuy nhiên, không phải cứ nói là đủ, mà điều quan trọng là biết cách nói sao cho khéo léo và đúng mực. Cẩn thận trong lời nói không chỉ đơn giản là giữ chừng mực khi giao tiếp mà còn là việc cân nhắc trước khi nói, để không nói thả cửa mà vô tình đắc tội với người khác, khiến vận khí của mình trở nên xấu đi. Trong xã hội hiện đại, nơi mà các mối quan hệ đều liên kết phức tạp, lời nói của bạn có thể dễ dàng bị lan truyền khắp nơi, dẫn đến những rắc rối không ngờ. Làm việc hay nói năng đều cần suy nghĩ kỹ, tránh để lời nói của mình trở thành nguyên nhân dẫn đến phiền toái. Đặc biệt, những bí mật cá nhân tốt nhất là nên giữ kín để chúng tiêu tan trong lòng. Người thực sự có trí tuệ sẽ không bận tâm đến bí mật của người khác và nếu có nghe được cũng sẽ để cho nó qua đi, coi như không biết. Người thông minh luôn biết cách nói chuyện, ít khi để lộ quá nhiều về bản thân. Họ hiểu rằng không phải lúc nào người khác cũng cần phải biết mọi chuyện của mình. Vì vậy, khi giao tiếp, nếu chúng ta giữ lại ba điều về bản thân không nói ra, vận khí sẽ ngày càng tốt hơn. Thứ nhất, cẩn thận nói năng và hành xử, chú ý đến người khác nhiều hơn. Những người khôn ngoan luôn biết cách giấu kín sự sắc bén của mình. Dù ai đi chốn nào tuyên truyền về họ, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và khiêm nhường. Họ không cần phải nổi bật, không tìm kiếm sự khen ngợi từ người khác, và cũng không cần mọi người phải luôn chú ý đến mình. Chọn nói ít, làm nhiều đó chính là trí tuệ trong đối nhân xử thế. Người hay khoe khoang chỉ khiến người khác coi thường và cảm thấy chán ghét. Thậm chí, những người không ưa bạn có thể âm thầm phá hoại bạn. Lời nói có chừng mực, không khoe tài năng và tôn trọng người khác đó là cách bạn tạo dựng dư địa cho bản thân và xây dựng mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Khiêm tốn và cẩn thận thể hiện sự nhẹ nhàng. Dù bạn có trình độ học vấn cao, hiểu biết rộng, năng lực xuất sắc, bản lĩnh dũng cảm hay quyền lực, mối quan hệ rộng lớn đến đâu, bạn vẫn cần phải thận trọng. Trong mọi tình huống giao tiếp, hãy chu đáo và cẩn thận trong hành xử. Hạ thấp mình và tích lũy các mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ đó, vận khí của bạn sẽ tự nhiên tốt lên. Giống như bát nước đã rơi không thể thu lại, lời nói đã phóng ra cũng không thể lấy lại được. Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói và giữ kín những bí mật cá nhân. Người thực sự thông thái không hớp nghe và ghen tị với bí mật của người khác và khi đã biết thì nên để nó qua đi. Quan tâm nhiều đến người khác sẽ giúp bạn giành được tình cảm tốt đẹp từ họ. Từ đó mọi việc sẽ thuận lợi hơn và thu hút được những quý nhân tương trợ. Thứ hai, bí mật của mình chớ đi nói khắp nơi. Sống ở đời, lòng người là thứ khó đoán nhất trên đời. Đôi khi, những gì chúng ta nói ra chỉ là vô tình, nhưng người nghe lại có thể suy nghĩ và để tâm. Bí mật hay chuyện cá nhân của bạn, một khi đã chia sẻ với người khác, chẳng khác nào bạn trao cho họ gót chân ơ xin của mình, khiến bạn càng lo lắng hơn. Trong lòng mỗi người, ai cũng có những điều khó nói ra, đó chính là phòng tuyến cuối cùng của bạn trong xã hội. Giữ kín những điều này không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn là thể hiện trách nhiệm với chính mình. Khi bạn tự mình tiết lộ bí mật,
những điều bạn coi là riêng tư có thể trở thành trò đùa cho người khác. Không phải là không thể tin tưởng người khác, mà là vì xã hội phức tạp và không thể lường trước. Người bạn thân thiết hôm nay có thể một ngày nào đó sẽ không còn tốt với bạn nữa. Họ có thể không kể về điểm tốt của bạn mà lại nói về những điểm yếu của bạn. Câu tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định cần thật đúng. Đừng vội vàng dốc hết lòng mình ra, bởi nếu ai đó nắm được điểm yếu của bạn, họ có thể tìm mọi cách để làm hại bạn. Trong đối nhân xử thế, hãy để lại cho mình con đường lùi, đừng vội tiết lộ bí mật với bất cứ ai. Bởi lẽ, nếu bạn không thể giữ kín miệng mình, thì làm sao kiểm soát được lời của người khác? Khi mọi chuyện còn êm đẹp, mọi việc có thể không sao. Nhưng nếu có mâu thuẫn xảy ra, việc bạn từng chia sẻ bí mật với họ chẳng khác nào bạn tự đưa vũ khí cho người khác làm hại mình. Người biết giữ bí mật của mình thì vận khí sẽ tốt hơn, bởi khi chỉ một người biết thì điều đó mới thực sự an toàn. Nhưng nếu hai người biết, chuyện đó có thể lan đến người thứ ba, thứ tư, và cứ thế bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. Hãy luôn nhớ, cẩn trọng trong lời nói là tự bảo vệ chính mình. Thứ ba, phiền não của bạn thì chứa kể nể khắp nơi. Cuộc đời này, sinh ra là điều dễ, sống qua ngày cũng chẳng khó. Nhưng để sinh sống thật tốt lại là một hành trình không hề đơn giản. Cuộc sống, chẳng ai là dễ dàng cả. Lúc bình yên, khi sóng gió, như gió thổi rồi mưa rơi. Bạn có thể mang trong lòng nhiều oan ức, chịu đựng bao nỗi đau. Nhưng khi ngã ở đâu thì tự mình phải đứng lên ở đó. Không có nơi nào để bạn la hét, cũng không có thời gian để dừng lại than thở. Nỗi đau của bạn, chỉ bạn mới hiểu rõ. Vết thương của bạn, chỉ bạn mới có thể tự chữa lành. Những việc bạn có thể tự làm, hãy tự cố gắng. Đừng lên tiếng cầu xin sự giúp đỡ, vì không ai có thể gánh thay bạn. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nói ra chỉ làm mất thời gian của người khác. Cuộc đời vốn dĩ lạnh lùng, hiểu rõ nóng lạnh chỉ có tự mình. Trên đời này, những người thực sự quan tâm đến bạn không nhiều. Nếu gặp ai cũng kể khổ, họ không phải là thùng rác để bạn đổ những muộn phiền. Có lẽ họ sẽ cười bạn, chán bạn, và có mấy người thực sự hiểu bạn. Thế giới rộng lớn, cõi đời sâu thẳm, lòng người phức tạp, sao có thể tránh khỏi những phiền phức, những rắc rối. Có những người chúng ta không cần so đo, có những việc chúng ta không cần bận tâm. Nghĩ ít đi một chút, nhẹ lòng đi một chút, không oán giận, không hận thù mới có thể sống an yên. Phiền não và nỗi khổ của bạn thực ra chẳng ảnh hưởng gì đến người khác. Nói những lời chân thành, làm những việc chân chính, lan tỏa năng lượng tích cực sẽ có nhiều người yêu mến bạn hơn và vận khí của bạn cũng sẽ tốt đẹp hơn. Người trí tuệ không nói lời hư ngôn, không nói lời bừa bãi. Họ luôn cẩn trọng với từng lời nói, không dễ dàng mở miệng. Sẽ có một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng những oan ức của mình chỉ mình tự hiểu, những bí mật của mình không cần thiết phải chia sẻ. Khiêm tốn, nhẹ nhàng trong cách đối nhân xử thế, làm việc cẩn trọng mới là điều quan trọng. Nói nhiều chỉ thêm phiền, càng giải thích, sự việc càng rắc rối. Bạn không thể kiểm soát lời nói của người khác. Ngay cả những người bạn thân của bạn, họ cũng có những người bạn thân khác và điều gì cũng có thể lan truyền đi xa. Quý vị thân mến, khi nói về lời nói, Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy họa từ miệng mà ra. Một lời không cẩn thận có thể dẫn đến vô vàn khổ đau. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần đặc biệt cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Khẩu nghiệp quả thật đáng sợ. Trong 10 nghiệp ác, khẩu nghiệp chiếm đến 4 phần. Đức Phật cũng từng dạy, người tạo khẩu nghiệp kiếp sau phải chịu thảm khổ cắt lưỡi dưới địa ngục. Chính vì vậy, làm sao chúng ta có thể không thận trọng với lời nói của mình? Có bài thơ rằng, lời nói chính là nhân tội lỗi dẫn đến khổ quả, nên ngậm miệng như câm, như người gỗ. Ác độc là mầm tai họa, hiểu được những điều này thì những thứ chẳng lành sẽ rời xa thân ta. Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, khi tu hành đạo Bồ Đề trong quá khứ, đã từng là thái tử mộ phách của bà Na Nại Quốc, Ấn Độ. Thái tử tướng mạo đoan chính, thế gian ít thấy. Khi sinh ra đã có công năng túc mệnh thông,
thấy rõ các kiếp sống trong quá khứ, tương lai, đối với những sự tình trong vô số kiếp của mình, nào thiện ác, thọ yểu, tốt xấu, đều thấy rõ. Do vậy, thái tử rất sợ ác báo, nên rất mực ít nói. Năm thái tử 13 tuổi, bỗng nhiên thái tử ngậm miệng không nói năng, như điếc, như mù, như câm, trông giống tượng gỗ, người đất. Quốc vương chỉ có một mình thái tử, lại được quốc dân kính mến, không lâu nữa sẽ kế tục ngôi vị. Nhưng thái tử vẫn cứ điềm đạm chân chất, tựa như chẳng để ý đói rét, không khác gì cây khô. Tuy có tai có mắt, nhưng chẳng nghe chẳng nhìn, tuy nghe nói là có trí huệ, nhưng nhìn giống người không có não bộ, trông tựa kẻ mù, người điếc, chẳng biết phương hướng, như một kẻ ngu si, khác hạnh người thường. Quốc vương thấy vậy, hết sức ưu sầu, lo rằng các nước lân bang cười nhạo, coi thường, nên cho gọi các bà La Môn đến. Quốc vương hỏi, đứa trẻ này vì sao không nói được? Các người bà La Môn đáp, thái tử tuy bên ngoài tướng mạo đoan chính, nhưng có lẽ nội tâm có chứa thứ xấu xa, muốn hại phụ mẫu, nguy hại quốc gia, hủy tông diệt tộc, hậu quả nghiêm trọng này không lâu nữa sẽ thành hiện thực. Đại vương không sinh được thêm con trai, chính do ác tử này ảnh hưởng. Đại vương nên đem chôn sống, như vậy mới có thể bảo quốc tồn tông, lại sinh thêm quý tử. Bằng không, đại vương và quốc gia sẽ rất nguy hiểm. Quốc vương nghe lời sảm tấu, cho là sự việc là thực, nên trong lòng sầu khổ, đứng ngồi không yên, không gần nữ sắc, chẳng thèm đồ ngon, âm nhạc không màng. Sau đó quốc vương triệu tập nguyên lão đại thần cùng bàn bạc. Có một lão thần chủ trương mang thái tử bỏ vào rừng sâu, có vị bảo quẳng xuống sông. Cuối cùng một vị đại thần nói, đào một cái hầm sâu, đem thái tử vào đó, để thái tử chết dần. Bên cạnh là một gian phòng cho năm nô lệ canh chừng, cấp lương thực cho họ. Quốc vương đồng ý với chủ trương của vị này. Thái tử thấy quốc vương bị ngu muội mê hoặc, lòng thấy thương xót. Mẫu hậu tuy yêu thương con, cũng chỉ biết than thầm, con ta mệnh bạc, nên mới gặp tai họa này. Bà khóc mãi không thôi, nhưng chẳng có cách gì cứu vãn, đành mang y phục của thái tử, châu báu, vòng ngọc, cho vào dương mang cho thái tử. Ngoài ra, còn lựa chọn 5 cung nhân thiện lương, dặn dò họ chăm sóc chu đáo cho thái tử. Quốc vương cho xe mang thái tử ra ngoài thành, nơi hoang dã. Các nô lệ đào hầm chưa hoàn thành, thái tử mộ phách ngồi trên xe, trầm tư suy ngẫm, phụ vương và mẫu hậu đều cho ta là kẻ ngốc lại câm. Ta sở dĩ không nói năng là để thoát ly thế tục, độc tự an thân, xa rời khổ não, điều dưỡng tâm niệm. Nay lại bị đám người cuồng vọng xuyên tạc hãm hại, sẽ mất đi sinh mệnh, lại làm cho người khác bị tội nghiệp. Nếu ta không chính lại việc này, sẽ làm nguy hại tới nhiều người. Nghĩ tới đây, thái tử liền mang vòng ngọc, châu báu rời đi. Các nô lệ đang đào hầm không hề hay biết. Thái tử tới bên sông, tắm gội tịnh thân, sức hương thơm, mặc y phục, đeo vòng ngọc, quay lại chỗ nô lệ đang đào hầm, hỏi các vị đào hầm làm gì vậy? Họ đáp, quốc vương có một thái tử, tên gọi Mộ Phách, vừa câm, vừa điếc, vừa ngốc nghếch, đã 13 tuổi vẫn chưa biết nói năng. Chúng tôi đào hầm để nhốt cậu ấy vào đây. Thái tử nói, ta chính là Mộ Phách đây. Các nô lệ hoảng sợ, không tin, chạy tới bên xe nhìn, thì không thấy người đâu. Họ quay lại, cẩn thận quan sát thái tử, cảm thấy cậu nói chuyện không như người thường. Thế gian hiếm gặp, chúng sinh qua lại bên đường cũng thấy chấn động, nhẹ chân dừng bước. Người đang ngồi cũng bất giác đứng lên, chim bay thú chạy cũng tụ tập cả lại, quỳ xuống trước thái tử, nghe thái tử nói chuyện. Thái tử lại nói, các vị hãy nhìn chân tay ta, tướng mạo ta, sao có thể bị mê hoặc bởi những lời dối trá mà tin rằng ta vẻ ngoài đoan chính, trong chứa toàn xấu xa, muốn hại phụ mẫu, nguy quốc diệt tông, do vậy mà muốn chôn sống ta. Thái tử nói lời thấu tình đạt lý, mọi người sợ hãi, dập đầu hành lễ, khẩn cầu tha tội. Thái tử nói, ta nay đã bị vứt bỏ, không tiện quay về. Các nô lệ vội vàng chạy về cấp báo quốc vương.
quốc vương nghe tin, vừa thương vừa mừng, lập tức cùng vương hậu mang xe nghênh đón. Quốc vương chưa tới nơi, thái tử tự niệm, hôm nay đã thoát khỏi ràng buộc của vương cung, cũng là dịp từ đây nhất tâm học đạo. Lúc sau, quốc vương cùng mẫu hậu hậu tới nơi, từ xa nhìn thấy thái tử ngay ngắn tĩnh tọa dưới gốc cây. Mộ Phách thấy phụ mẫu đích thân đến, vội đứng dậy cung kính hành lễ. Quốc vương và mẫu hậu thấy thái tử cử chỉ an hòa, lời nói văn nhã, bất giác lòng vui khó thốt, hoan hỷ vô cùng. Quốc vương nghe âm thanh khi thái tử nói, thần uy chấn động thiên địa, không ai sánh được, rất đỗi vui mừng, kéo tay Mộ Phách, muốn đưa cậu hồi cung, thống trị quốc gia, còn mình thì thoái vị. Mộ Phách lùi tránh vài bước chân, chắp tay nói, không thể, con sợ khổ nơi địa ngục thực sự rất nhiều. Đời trước con đã từng là quốc vương, tên gọi Thuận Niệm, dùng chính pháp trị lý quốc gia, nêu cao gương thiện. Tại vị 25 năm, không dùng đến đòn roi, không rèn đao kiếm, lao ngục cũng không, đại thi nhân ái, nhân đức mọi nơi, cứu bần tế khốn, không hề keo kiệt. Tuy có nhiều hạnh thiện như vậy, con vẫn phạm một số tội, kết quả bị đọa nhập địa ngục, chịu khổ hơn 6 vạn năm, bị nước bỏng dầu sôi, lóc da xẻ thịt, tàn khốc cực hình, không thể chịu đựng, muốn sống không được, cầu chết cũng không xong. Khi con đang chịu khổ, thì cha mẹ đang sống trong hoan lạc, quyền thế phú quý, sao biết được con đang chịu thống khổ cực hình nơi địa ngục, sao có thể gánh bớt cho con chút khổ nơi đây. Mộ Phách nói tiếp, con phải chịu tội đó, là do khi trước làm quốc vương, thống trị các tiểu quốc, tự thân quá ư nhân từ, pháp lệnh không nghiêm, nên bị quốc vương tiểu quốc coi thường. Bọn họ thương nghị nói, đại vương hiện nay nhân từ yếu nhược, uy đức không đủ để trị lý đại quốc, vậy chúng ta công đánh, phế trừ vương vị. Thế là họ xuất binh đến đánh. Lúc này, quốc vương đem vàng bạc, tài vật cho họ, lại còn dùng cao quan lộc hậu vỗ về, nên họ tự rút lui. Không lâu sau, các tiểu quốc lại đến đánh, mà không chỉ một lần. Quần thần nói với đại vương, mấy nước nhỏ này ngu muội, không thể giảng đạo lý, thường làm phản, xâm phạm nước ta, dân chúng lo sợ, phòng bị không bằng đánh đuổi chúng, thì mới tiêu trừ được hậu họa. Quốc vương nói là phụ mẫu của dân, chủ yếu dựa vào nhân từ mà cảm hóa. Bọn họ như con trẻ, cần thương xót kẻ vô tri, dần dần khuyên bảo, không đành ra tay. Đại vương thương vật tiếc mạng, vĩnh viễn không dùng vũ lực thảo phạt. Nhưng văn võ bách quan không nhẫn chịu được sự khinh nhờn của tiểu quốc, nên cứ xuất binh đánh, tàn sát dân chúng các nước nhỏ. Đại vương tuôn lệ như mưa, để tang dân chúng tử vong như con của mình, vô cùng thương xót. Các quốc vương tiểu quốc trông thấy đại vương tử tâm như vậy, bèn tới hàng phục. Thế là đại vương mở tiệc lớn, phòng bếp chuẩn bị trước cho đại vương xem, cần thịt nhiều bò dê lục xúc để làm món. Đại vương tâm tuy từ bi, nhưng để làm tiệc lớn nên đành chấp thuận. Chính vì điều này mà tạo tội nghiệp, chịu thống khổ nơi địa ngục. Nhắc đến quá khứ, Mộ Phách nói tiếp, mỗi lần con nhớ tới việc này, trong tâm còn run rẩy, toát mồ hôi lạnh, hồi ức về kiếp sống trước, những điều đã nếm trải, như thiện ác, an nguy, thành bại, rất sợ phải gặp lại. Vậy nên, con kiếp này muốn trầm mặc không nói, tránh bị bẩn dơ, rời xa cõi trần lao khổ, vĩnh biệt thế tục, không bị khổ nạn. Nhưng con vừa suy nghĩ lại, nếu cứ tiếp tục không nói, để phụ vương chôn sống, e phụ vương sau này lại bị tai ương, do tội nghiệp này mà bị đà nhập địa ngục, không biết ngày nào ra. Con không cam để phụ vương tạo nghiệp, nên mới nói, con đã trụ vững một niệm, không làm quốc vương. Sự đời nhân thế trôi như mộng, vui ít buồn nhiều, phiền não đa đoan. Do vậy, bậc có trí huệ cho rằng, những thứ như quốc gia, tài vật, yêu ghét đều là đồ dẫn tới khổ mệt. Các chủng dục niệm đều là lao khổ cõi trần. Nếu con làm quốc vương, rất dễ kiêu mạn phóng túng, tham cầu khoái lạc, sách nhiễu nhân dân, trở thành tai họa cho quốc gia. Nay con muốn xả bỏ những thứ này, quay về nơi nguồn cội, giải cứu những chúng sinh chưa đắc độ. Nhân sinh như bèo nổi,
mây trôi, không có gì mà dựa. Chỉ có không tham phú quý, chẳng tiếc tài vật, vứt bỏ vinh hoa nơi thế tục, lòng hướng đại đạo, thoát khỏi trần ai. Phụ vương nghe xong, nói, con là người có trí huệ, không thể như vậy mà rời xa cha mẹ được. Mộ Phách nói, thiên hạ đâu có thứ gì là phụ tử, lúc trước chẳng phải là cạnh tranh, đem vứt con đi, làm cốt nhục phân ly. Nay lại khổ sở đưa con về cung, toàn là phiền não, việc này sai rồi. Phụ vương thấy con ý chí kiên định, lòng ôm thất vọng, không biết trả lời sao, bèn nói, cứ theo lời con, kiếp trước khi làm quốc vương, làm toàn điều thiện, chỉ có mắc chút lỗi nhỏ mà phải chịu tội báo thống khổ nơi địa ngục. Nay ta trị lý quốc sự, không hành chính pháp, chẳng chút thiện nhỏ, lại có tội ác, có phải là càng nguy hiểm, tội báo khó thoát không? Thế là quốc vương cho thái tử đi học đạo. Thái tử vứt bỏ quốc gia, vương vị, không màng thế sự, một lòng chuyên cần, học đạo tu đức, công đức tích lũy tăng hàng ngày. Vậy nên có thơ rằng, hỏa ra từ miệng, nghiệp như núi. Một lời bất cẩn, chịu khổ đau, kêu cứu ai nghe, chết không nổi. Tim run mật vỡ, sợ bồi hoàn. Cuộc đời con người không phải tự nhiên mà có câu dạy rằng, tu được cái miệng là tu hơn nửa đời người. Lời nói không đúng lúc, không đúng chỗ có thể mang lại tai họa khó lường. Vì vậy, hãy học cách từ bỏ thói quen nói xấu, đồng thời rèn luyện và tích lũy những thói quen tốt để cải thiện vận mệnh của mình. Người có khẩu đức sẽ gặp vận may. Ngược lại, nếu nói mà không suy nghĩ, buông lời cay nghiệt, không chỉ hại mình mà còn làm hại người, vận khí chắc chắn sẽ ngày càng sa sút. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Do đó, đừng bao giờ buông lời làm tổn hại người khác và tự mình làm tổn thương chính vận mệnh của mình. 1. Nói nhiều. Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên chỉ nói vừa đủ những điều cần thiết. Nói nhiều không chỉ dễ gây lỡ lời, mà còn mất đi trọng lượng của lời nói. Mặc Tử đã từng dạy học trò rằng, cóc và ếch kêu cả ngày không dừng, kêu nhiều tới mức khô cổ rát họng nhưng nào có ai nghe chúng. Một chú gà trống chỉ cất tiếng gáy đúng 3 lần lúc bình minh, vậy mà mọi người đều tỉnh giấc. Ngươi xem, nhiều lời nào có ích gì đâu. Lời nói chỉ vừa đủ, đúng lúc mới có tác dụng. 2. Nói thẳng. Trong cuộc sống, có nhiều người nghĩ rằng nói thẳng là biểu hiện của sự trung thực, nên cứ thẳng thừng nói ra mọi điều mình nghĩ mà không quan tâm đến hậu quả. Tuy nhiên, những lời nói thiếu suy xét như vậy dễ dẫn đến những rắc rối không đáng có. Nói thẳng là tốt, nhưng cần phải có sự khéo léo. Hãy luôn nhớ cân nhắc đến cảm xúc của người khác và thể hiện sự chân thành trong từng lời nói. Chỉ khi đó, lời thẳng mới thực sự có giá trị và mang lại sự đồng cảm từ người nghe. 3. Nói năng tùy tiện. Lời nói vốn là điều không thể tùy tiện, bởi một khi đã thốt ra, sẽ không thể lấy lại. Làm người, nhất định phải giữ chữ tín, không thể hứa hẹn một cách hời hợt rồi lại nuốt lời. Nếu không thể giữ lời, tốt hơn hết là đừng hứa hẹn, vì việc hứa mà không thực hiện chỉ làm giảm uy tín của bạn trong mắt người khác. Khi đối diện với bất kỳ vấn đề nào, hãy cẩn trọng trong từng lời nói, bởi phát ngôn thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến nhiều phiền toái không đáng có. 4. Nói lời ngông cuồng. Những lời nói ngông cuồng trong lúc phấn khích hay tức giận thường để lại cảm giác hối hận sau này. Sự bốc đồng hay khiêm nhường không chỉ phản ánh bản thân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến phúc lành và vận rủi của chúng ta. Trong mắt người khác, cách chúng ta hành xử và nói năng sẽ quyết định sự đối đãi của họ với mình. Những ai thường xuyên lộng ngôn dễ dàng gây khó chịu cho người khác và tự rước rắc rối vào thân. Hãy cẩn trọng với lời nói của mình, vì mỗi câu chữ đều có thể dẫn đến những hệ lụy không ngờ. 5. Nói những lời cạn tình cạn nghĩa. Khi giao tiếp, chúng ta nên nhớ rằng không phải tất cả mọi điều đều cần phải bày tỏ hết. Dù có hiểu rõ người khác đến đâu, hãy luôn để lại một khoảng trống, một con đường lùi cho đối phương. Điều này không chỉ thể hiện sự tinh tế mà còn góp phần xây dựng phẩm hạnh cho chính mình. Trách mắng hay phê phán người khác, hãy tránh sự cạn tình và hà khắc. Thay vào đó, hãy giữ lại sự khoan dung và độ lượng.
Điều này không chỉ giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp mà còn phản ánh sự trưởng thành và trí tuệ của bạn. 6. Tiết lộ bí mật. Người khôn ngoan biết khi nào nên nói và khi nào nên giữ im lặng. Đặc biệt với những bí mật của người khác và thông tin nhạy cảm trong công việc, tuyệt đối không nên chia sẻ một cách tùy tiện. Điều này không chỉ thể hiện phẩm chất của bạn mà còn giúp tránh những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Khi chưa chắc chắn về sự thật, hãy tránh việc đưa ra những gợi ý mơ hồ có thể gây hiểu lầm, bởi điều đó có thể khiến bạn trông không nghiêm túc hoặc quá khắt khe. Sự thận trọng và chính xác trong lời nói sẽ giúp bạn duy trì được sự tin cậy và mối quan hệ tốt đẹp với người khác. 7. Nói lời ác khẩu. Cổ nhân từng dạy rằng vết dao dễ lành, lời ác khó quên. Những ai thích nói xấu, bới móc hoặc hạ thấp người khác một cách ác ý chính là kẻ tiểu nhân. Lời nói ác ý không chỉ gây tổn thương về tinh thần mà còn để lại những vết thương sâu hơn nhiều so với những vết thương trên cơ thể. Hãy nhớ rằng, đừng để những lời nói của mình trở thành những đòn tấn công vô tình làm tổn thương người khác. Trong cuộc sống, hãy chọn cách sử dụng lời nói của mình một cách tích cực và xây dựng để tránh những tổn hại không đáng có. 8. Nói lời kiêu căng. Có câu rằng, khiêm nhường khiến người khác nể phục, kiêu ngạo chỉ khiến người ta nghi ngờ. Sự tự mãn và khoe khoang thường phản ánh sự thiếu tự tu dưỡng. Những ai cho rằng mình luôn đúng, thường xuyên phô trương, không chỉ làm giảm giá trị thực của mình mà còn cản trở bước tiến và thành công. Lời lẽ kiêu ngạo không chỉ chứng tỏ sự thiếu hiểu biết mà còn dễ dàng để lộ sơ hở, gây khó khăn cho bản thân và làm người khác cảm thấy khó chịu. 9. Nói lời tức giận. Trong cơn giận dữ, người khôn ngoan biết rằng giữ im lặng là cách tốt nhất. Giống như không ai ra khơi trong bão tố, lời nói khi tức giận có thể gây tổn thương cho người khác và làm hại chính mình. Vì vậy, hãy cẩn trọng trước khi phát ngôn. Khi cơn giận nổi lên, hãy tìm một nơi yên tĩnh để viết ra cảm xúc của mình, để tâm trí bạn được giải tỏa. Sau vài ngày, nếu khi đọc lại bạn cảm thấy không còn giận dữ, hãy xé bỏ những dòng chữ đó và xóa sạch sự nóng nảy trong tâm hồn. Những điều bạn không muốn nghe từ người khác, hãy tự giữ cho mình và học cách tu dưỡng đạo đức từ việc kiểm soát lời nói. Một tâm hồn sáng suốt sẽ biết cách lựa chọn lời lẽ tinh tế và thu hút may mắn. Sống trong đời, nhiều người có thể nghĩ rằng những người ít nói là kẻ hèn nhát hoặc sợ hãi, hoặc có thể là những người tu hành, như các nhà sư, không bận tâm đến thế gian. Tuy nhiên, thưa quý vị, sự tĩnh lặng không chỉ là một phần của sự tu hành mà còn là dấu hiệu của sự trưởng thành. Những người thực sự trưởng thành không cần phải tránh xa sự ồn ào của cuộc sống, mà thay vào đó, họ nuôi dưỡng trong lòng một biển cả mênh mông. Sự bình tĩnh này không phải là sự trốn tránh, mà là biểu hiện của sự chín chắn và khả năng làm chủ bản thân. Lão Tử nói, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, có nghĩa là tiếng lớn nghe không thấy, hình tượng lớn thì không có hình. Âm thanh đẹp nhất thế gian chính là âm thanh im ắng, giống như cái gọi là tĩnh thủy lưu thâm. Con người cũng là như thế, đến một cảnh giới liền hiểu được trí tuệ của sự tĩnh lặng. Trải qua càng nhiều, càng thành thục, mà càng thành thục sẽ càng tĩnh lặng. Người thành thục không nói nhiều, người trầm mặc sẽ càng sống tốt hơn. Đạo Đức Kinh đã giảng, chi giả bất ngôn, ngôn giả bất chi, có nghĩa là người biết thì không nói, người nói thì không biết. Bậc trí giả thông minh chưa từng nhiều lời, trái lại, càng là người vô tri càng ưa thích đàm luận bình phẩm khắp nơi. Khi Tăng Quốc Phiên, một trọng thần vào cuối triều nhà Thanh, khi ông đi học ở trường Nhạc Lộc, gặp phải một người bạn học tính khí nóng nảy, không những thường xuyên mắng chửi mà còn nhắm vào ông. Lúc Tăng Quốc Phiên đang ngồi phía trước cửa sổ đọc sách, người kia hùng hùng hổ hổ nói, đừng ngồi chỗ này đọc sách, ảnh hưởng đến ánh sáng của tôi. Tăng Quốc Phiên không trả lời, chỉ yên lặng chuyển sang một bên để đọc sách. Đến ban đêm, lúc Tăng Quốc Phiên khêu đèn để đọc sách, thái độ của người bạn học này càng là ác liệt hơn, châm chọc Tăng Quốc Phiên giả tạo chăm chỉ, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác. Tăng Quốc Phiên vẫn không nói gì, chọn nằm ở trên giường lặng lẽ học bài. Đến ngày yết bàng,
Tăng Quốc Phiên có tên đỗ đạt trên danh sách, còn người bạn học kia lại thi rớt. Anh ta sau khi biết được Tăng Quốc Phiên trúng cử, liền nói móc châm chọc, còn nói rằng phong thủy tốt của mình đều bị Tăng Quốc Phiên chiếm mất. Những lời này truyền đến tai Tăng Quốc Phiên, nhưng ông cũng không hề giải thích, vẫn im miệng không nói như cũ, chỉ chuyên tâm làm tốt việc của mình. Cổ nhân nói, thiện giả bất biện, biện giả bất thiện, ý rằng người giỏi thì không tranh không cãi, người tranh cãi thì không giỏi. Làm người, biết tĩnh lặng đúng lúc, không chỉ là một loại trí tuệ, mà còn là một tấm lòng bao dung rộng lớn. Làm người, càng trưởng thành, càng tĩnh lặng. Như có câu, lúa chín cúi đầu, người trưởng thành thấp giọng. Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu, người chân chính trưởng thành là người biết trầm mặc ít nói, chưa từng khoa trương chính mình và bàn luận người khác. Đúng như trong Hoài Nam Tử, nhân gian huấn viết, vạn lời nói đều thỏa đáng đều không bằng một sự im lặng, vạn ngôn vạn đáng, bất như nhất mặc. Thế nhân phỉ báng ta, nhục mạ ta, cười ta, chỉ cần nhẫn nhịn, mặc kệ, không cần để ý họ, tiếp qua mấy năm, hãy xem họ như thế nào. Tĩnh lặng không chỉ là tu hành của một người, mà còn là giai điệu thể hiện sự trưởng thành của người đó. Những người chân chính trưởng thành không phải rời xa huyên náo, mà là tại trong tim mình nuôi dưỡng một biển cả mênh mông. Tĩnh lặng là khởi đầu của sự mạnh mẽ. Cách Ngôn Liên Bích viết, tu thân quan trọng nhất là thanh tâm quả dục, xử thế quan trọng nhất là cẩn trọng nói năng. Nhiều khi lãng phí thời gian tranh luận không bằng bình tĩnh lại, trong tĩnh lặng tích lũy sức mạnh, đợi đến sau này sẽ đột phá. Trong Mặc Tử từng ghi chép một câu chuyện như vậy. Tử Cầm thỉnh giáo Mặc Tử rằng, thưa thầy, nói nhiều có ích lợi gì không? Mặc Tử nói, con cóc, con ruồi đều kêu cả ngày lẫn đêm, nhưng không có người nào muốn nghe. Gà trống bình thường khiêm tốn tĩnh lặng, chỉ đến lúc bình minh mới gáy liền có thể làm thiên hạ chấn động. Đây chính là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Thế gian vạn vật đều là như thế, tĩnh lặng càng có sức mạnh hơn so với ồn ào náo động. Vào thời kỳ Xuân Thu, Sở Trang Vương vừa mới bắt đầu thống trị triều chính, trong 3 năm không tuyên bố chính lệnh, cũng không trị sửa triều chính, có đại thần khuyên can, ẩn dụ nói, có con chim lớn 3 năm không bay lượn, không kêu là vì sao? Sở Trang Vương đáp, không bay lượn đang mọc cánh, không kêu là đang quan sát. Ngươi có thể yên tâm, con chim này không bay thì thôi. Một khi bay sẽ bay tận trời cao, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng kêu làm người kinh động. Quả nhiên, nửa năm sau, Sở Trang Vương tự mình xử lý triều chính, trừ gian định, cử hiền thần. Từ đó Sở Quốc nhanh chóng vươn mình, trở thành một trong Xuân Thu ngũ bá. Đúng như Chu Dịch có nói, người hiền kiệm lời, người nóng nảy nhiều lời. Người có đầy đủ sức mạnh nhất thường là trầm mặc ít nói. Khoa Phụ đuổi bắt mặt trời, tĩnh lặng không nói, cuối cùng dùng thân thể của mình nuôi dưỡng thế gian vạn vật. Chim bằng bay lượn vạn dặm không lên tiếng, cuối cùng bay về phương xa. Giọt nước ngày đêm lặng im, cuối cùng thành công xuyên qua đá. Tĩnh lặng là sức mạnh kiên cường tiến lên, là khiêm tốn không hiển lộ tài năng. Trang Tử nói, trời đất có mỹ đức vĩ đại mà không lên tiếng, thiên địa hữu đại mỹ nhi bất ngôn. Trời đất ôm giữ vạn vật, ban tặng cho vạn vật, còn bản thân lại không thu giữ bất cứ thứ gì, chất phác, khiêm nhường, bác đại vô tư. Phong cảnh đẹp nhất không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, sức mạnh cường đại nhất thường bắt đầu từ sự tĩnh lặng. Quý vị à, khoan dung, trung thực, thiện lành và đẹp cổ điển như thế cũng bắt nguồn từ sự tĩnh lặng. Cũng như con người, trước hết phải có trầm tĩnh và hòa hoãn thì mới sáng suốt thấu tỏ, mới ít làm hỏng làm sai, mới không nổi nóng mà làm việc đáng tiếc, mới đủ kiên nhẫn và bao dung cho thế nhân, mới đủ trung thực và thẳng thắn. Một năm 4 mùa, mỗi mùa có một khí chất riêng. Mùa xuân rạo rực, mùa hạ sôi nổi, mùa đông lạnh lùng đơn côi, còn mùa thu tĩnh lặng. Để cảm nhận sâu sắc sự tĩnh lặng ấy, chi bằng ngắm mặt nước hồ Thu. Mặt hồ Thu có những điểm đặc biệt, tĩnh lặng, trong sáng, trung thực, khoan dung và đẹp.
Trời thu trong nhẹ và cao, khí thu xe sắt, nắng nhạt hay hay, gió thu nhẹ nhàng ôm ấp thân người. Ấy vậy mà vẫn có cảm giác hơi lành lạnh. Vì gió nhẹ nên mặt hồ mới tĩnh lặng. Có tĩnh lặng thì bùn đất mới lắng xuống nên hồ thu được cái đức trong sáng mà hiền hòa. Vì trong sáng thấu đáy nên không thâm hiểm, chỗ nông chỗ sâu ai nấy đều biết cả. Lại chẳng nổi sóng ba đào thì sao có thể làm hại ai. Nên mới nói hồ thu trong sáng và hiền hòa ấy là thiện. Cũng bởi tĩnh lặng, lại trong sáng thấu đáy nên mặt hồ như mặt gương soi vào sự thật. Mây trắng bay trên trời, uyên ương bơi dưới nước, dặng liễu xanh xanh, cổ tự trầm mặc, đều soi bóng mình trên mặt hồ. Nhờ thế liễu vẫn thấy mình là liễu tha thướt, cổ tự vẫn biết mình là cổ tự hoang liêu. Chim uyên ương thấy mình vẫn sắc sỡ điệu đà, và mây trắng nghìn năm bay chơi vơi vẫn tự hào xinh đẹp như thuở nào. Dẫu là với những bạn cố tri ấy hay với khách qua đường dừng chân bên hồ để chỉnh trang diện mạo, mặt hồ thu chẳng vì thế mà đánh giá thiên vị hay nhận xét bất công. Do đó, hồ thu được thêm cái đức chân thật và công tâm. Đức chân ấy cũng nhờ tĩnh lặng mà nên. Nói là khoan dung vì dẫu làm bạn với ngôi cổ tự trang nghiêm hay lũ trích chòe lắm lời hiếu động bay xả trên mặt hồ, thì hồ vẫn cứ tĩnh lặng và trung thực như thế. Thực sự không gì có thể làm lòng hồ sao động. Uyên ương dẫn nước, xòe cánh rìa lồng, cũng chỉ làm mặt nước gợn lên vài làn sóng nhỏ lăn tăn, rồi hồ lại chìm vào vẻ tĩnh lặng vốn có. Khoan dung là thế, mà nhẫn cũng là thế. Mặt hồ thu phẳng lặng, trong vắt hiền hòa giữa rừng thu lá vàng rơi lặng lẽ, là vẻ đẹp cổ điển đã đi vào lịch sử văn nghệ và thi ca của loài người. Ví như một mùa thu vàng rực rỡ, lãng mạn mà chan chứa nội hàm trong họa phẩm kiệt tác của Lê Vi Tấn, hay như hình ảnh hồ Đậu Đình trong thi phẩm cùng tên của thi sĩ Mạnh Hạo Nhiên đời Đường, khắc họa vẻ đẹp của hồ nước lúc vào thu. Phẳng yên tháng 8 mặt hồ, trời in mặt nước lững lờ xanh xanh, khói mây vân mộng vờn quanh, xa xa tiếng sóng bên thành Nhạc Dương, vắng thuyền muốn tới, chẳng đường, ở không cũng thấy ngại phường thân trai, ngồi xem thiên hạ câu hoài, uổng công chờ đợi mấy ai được gì. Khoan dung, trung thực, thiện lành và đẹp cổ điển như thế đều bắt nguồn từ sự tĩnh lặng. Cũng như con người, trước hết phải có trầm tĩnh và hòa hoãn thì mới sáng suốt thấu tỏ, mới ít làm hỏng làm sai, mới không nổi nóng mà làm việc đáng tiếc, mới đủ kiên nhẫn và bao dung cho thế nhân, mới đủ trung thực và thẳng thắn. Làm được thế há chẳng phải vì bùn đất trong lòng đã lắng xuống hay sao? Đó là sức mạnh của sự tĩnh lặng. Quý vị thân mến, khi trải qua quá nhiều vấp ngã cùng những ồn ào trong cuộc sống, bạn sẽ nhận ra rằng nào mấy ai thích sự ồn ào. Thay vào đó, bạn sẽ thấy người ta lại chỉ thích một cuộc sống im lặng, bởi khi im lặng ta thấy cuộc đời thật an nhiên. Đường đời sao lắm thứ gian truân, khó nhọc. Khi bản thể đang gào thét điên cuồng, đó là lúc trái tim bạn sắp sửa lên tiếng và cần lắm một khoảng lặng bình yên để kịp gột rửa và hong khô hồn mình cho qua những mệt mỏi của cuộc sống thường nhật. Đôi khi con người ta chỉ cần những góc tĩnh nhỏ bé cho riêng mình để biết được hạnh phúc là giản đơn, để biết được mục đích mình sinh ra và sống, để nhìn thấu ai chân thành hay đang giả dối không hay. Con người, họ chen nhau trên những chuyến tàu nhanh nhưng họ chẳng biết mình tìm kiếm cái gì nữa, thế nên họ mới vội vã lên rồi chạy. Con người cũng giống như những chiếc lá vàng, đứng trước những đưa đẩy của cơn gió cuộc đời, bạn chọn cách để dòng nước cuốn phăng đi tất cả, hối hả, xa xôi theo cái gọi là nhịp sống hiện đại hay nhẹ nhàng buông lơi bản ngã, sống chậm lại, tận hưởng để lắng nghe những thanh âm trong trẻo của cuộc sống. Đó chính là khoảng lặng. Khoảng lặng không phải là một đại dương yên tĩnh mà chính là những đợt sống ngầm xã hội hiện đại, là khi con người ta bị cuốn trôi theo nhịp thở hối hả. Gấp gáp và đời thường dần khiến những nốt trầm lặng trong cuộc đời trở nên hiếm hoi và nhỏ bé. Tại sao ta cứ phải mãi biết thắng vượt tốc độ với cuộc sống mà không thử đôi lần đặt gánh nặng trên vai xuống và chịu dừng chân một chút trên hành trình của riêng mình? Khoảng lặng trong nghệ thuật có thể là phút dừng lại của một nốt trầm sao xuyến khiêm nhường trong bản hòa ca của hàng triệu thanh âm, là dấu ba chấm trong một tác phẩm thi ca đấm vị, hay những mảng tối và sấm lại trong bức tranh của người họa sĩ.
là nỗi buồn bất chợt ngã gục giữa những xô đẩy của dòng đời, ngẫm suy rồi lấy hết dũng khí và bứt mình ra khỏi chuỗi ngày bon chen hỗn độn, cho lòng mình được lắng lại và chờ đón những giây phút yêu thương trong cuộc đời. Kỳ thực, khoảng lặng đôi khi là hạnh phúc. Cuộc đời mệt mỏi và lắm thứ ngoài kia dễ khiến người ta thấy sợ, thấy hoang mang lạ kỳ. Dừng chân lại, một mình trong căn phòng nhỏ, có cửa sổ đón chút tinh khôi của ánh sáng cuối ngày với những cơn mưa ùa về trong bất chợt. Thôi mệt mỏi, thôi lo lắng, một bản nhạc không lời, trang giấy trắng, một chiếc bút trong tay, cứ viết, viết để trao gửi yêu thương. Hay chiều muộn, đứng thả hồn vu vơ trước con phố vào thu có lá sấu vàng nhẹ bẫng trên mặt đường, rồi nhắm mắt thật chặt, ngẩng đầu lên cao, cho gió khẽ khàng luồn qua mái tóc và cảm nhận tất cả bằng trái tim. Khoảng lặng đâu phải là sự câm nín vô hồn, mà đó chính là lúc ta thấy hồn mình lắng dịu lại để cho bản ngã đủ tỉnh táo và nói chuyện với chính mình. Cuộc sống ngoài kia dẫu mệt nhoài, mặc kệ, đôi lúc phải im lặng để nghe mình lên tiếng, để suy nghĩ về những trải nghiệm nhỏ nhặt trong cuộc sống và vững vàng hơn trên hành trình tuổi trẻ. Nhịp sống ồn ào và hối hả ngoài kia là sự giằng co quyết liệt không điểm dừng. Phải đứng lại dù một khoảnh khắc nào đó ta thấy mệt, để thấy được thời gian chảy trôi nhẹ nhàng qua kẽ tay, để lắng nghe những thanh âm trong trẻo và bình dị chắt chiu nên từ bản nhạc ồn ào và hỗn độn của thường nhật, trân trọng và nâng niu những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống vô tình bị lãng quên bởi tấp nập đời thường. Thỉnh thoảng hãy đến một nơi nào đó thật xa, tránh xa mọi lo toan, chẳng để làm gì cả, chỉ để lắng nghe tiếng lòng mình thổn thức và trái tim bất lực trước thực tại, để hiểu mình cần gì, làm gì và ra sao. Im lặng để giúp ta bình yên hơn sau bao mỏi mệt. Khoảng lặng cần lắm để lấp đầy những khoảng trống bỏ quên trong cuộc đời, những vùng trời bình yên giấu kín. Thời trẻ chúng mình thường hỏi nhau, chọn cuộc đời bình yên hay báo dông? Mình từng mạnh mẽ tuyên bố rằng cuộc đời báo dông là thú vị. Nhưng giờ nghĩ lại có khi mình sẽ chọn bình yên, bởi vốn dĩ cuộc đời là cuốn tiểu thuyết bi kịch không hồi kết. Cuộc đời cần lắm những khoảng lặng, bởi cuộc sống cần những nốt trầm để lắng dịu và bớt ngột ngạt đi. Trong cuộc sống, cách suy nghĩ của chúng ta đại khái có hai loại là tư duy đường thẳng và tư duy đường cong. Tư duy thẳng giống như một con dao, thực hiện những bước đi táo bạo để mở ra những lãnh thổ mới. Suy nghĩ cong giống như một vịnh nước, mềm mại và tinh tế, làm ẩm mọi thứ trong im lặng. Bất kể là làm người hay làm việc, chỉ có nắm bắt được hai loại tư duy này thì đường đời mới càng ngày càng rộng mở. 1. Làm việc thẳng thắn và quyết đoán. Richard Wyman đã viết trong cuốn sách Discovering Your Mobility, khi bạn cần leo núi, hãy nói với bản thân rằng hãy dành vài phút và thực hiện những bước quan trọng đầu tiên đó. Bạn đã bao giờ cảm thấy mình có quá nhiều việc phải làm nhưng lại đạt được quá ít chưa? Mà người nào đó bên cạnh, trong lúc bất chi bất giác, đã làm được rất nhiều điều, cuộc sống của họ thật thú vị, làm cho người ta hâm mộ. Kỳ thực, lý do của khoảng cách này nằm ở chỗ tốc độ hành động có theo kịp tốc độ suy nghĩ hay không. Tôi có 5 ước mơ trong đời: ước mơ của một nhà văn, ước mơ của một phóng viên, ước mơ của người cắt con dấu, ước mơ của thư pháp và ước mơ của cây đàn piano. Những ước mơ này đều đã được thực hiện trong những năm gần đây, nhân viên đường sắt Tư Đa Lâm nói. Khi bước sang tuổi trung niên, Tư Đa Lâm nhận thấy mình còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Vì vậy, ông liệt kê tất cả những việc mình phải làm, rồi vạch ra kế hoạch cho bản thân, bắt đầu con đường xây dựng ước mơ. Mỗi sáng, Tư Đa Lâm dậy sớm và tận dụng thời gian trước khi đi làm để chép thư pháp, tập cắt con dấu và học viết. Ông rất bận rộn với công việc của mình, hơn nữa thường xuyên phải tăng ca. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc, ông tận dụng tối đa thời gian dành để viết bản thảo, vẽ bản thiết kế. Lúc đi công tác, ông cũng mang giấy và bút mực bên mình để chép thư pháp. Ông đã chép Lan Đình Tập Tự 1.000 lần, đồng thời lại dùng 3 loại chữ triện, hành, khải để khắc toàn văn, bởi vậy đã giành được đánh giá rất cao của các nhân sĩ trong ngành. Một số người cũng đã đặt câu hỏi về điều này,
nghĩ rằng sẽ quá muộn để ông ấy bắt đầu làm những việc đáng ra khi còn trẻ mới làm được. Nhưng Tư Đa Lâm cho rằng chỉ cần bắt đầu hành động coi như đã thành công một nửa. Bằng cách này, ông ấy đã hoàn thành 5 giấc mơ của mình trong thời gian rảnh rỗi. Nhà đầu tư nổi tiếng Tôn Chính Nghĩa cho biết ý tưởng hạng 3 cộng với thực thi hạng nhất luôn luôn tốt hơn ý tưởng hạng nhất cộng với thực thi hạng 3. Bất kỳ ý tưởng vĩ đại nào cũng chỉ là lời nói suông cho đến khi nó được đưa vào hành động. Chỉ khi thực sự bắt tay vào làm nó mới có thể từng chút ngày càng hoàn thiện. Thay vì lãng phí thời gian do dự, bồi hồi, tốt hơn hết bạn nên tiếp cận mục tiêu bằng cách mò mẫm và khám phá. Chỉ bằng cách trau dồi tư duy thẳng thắn của chính mình, bạn mới có thể nhận được nhiều vé hơn để thành công. 2. Làm người mềm mại, thu liễm ngạo khí. Trong cuốn Nữ Nhân Nhược Điểm có một câu chuyện như vậy. Tĩnh Tuyền, sinh viên tài cao của trường danh giá, vừa tốt nghiệp đã tìm được công việc mình thích. Khi gia nhập công ty đã sắp xếp một bậc thầy có kinh nghiệm cho Tĩnh Tuyền để dẫn dắt cô bán hàng. Ban đầu, Tĩnh Tuyền rất tôn trọng người thầy của mình, thường xin lời khuyên khi gặp khó khăn. Nhưng dần dần, ỷ vào học vấn cao, năng lực vững vàng và sự coi trọng của ông chủ, cô không còn để ý đến người thầy của mình nữa. Trước mặt nhiều người, cô cười nhạo người thầy vì không biết sử dụng phần mềm máy tính đơn giản, còn nghi ngờ phương thức giao tiếp giữa thầy và khách hàng. Thậm chí, sau đó cô còn không kiêng nể gì cướp khách hàng của các đồng nghiệp khác, tranh giành thành tích. Đến hội nghị tổng kết giữa năm, khi ông chủ chuẩn bị đề bạt Tĩnh Tuyền làm quản lý bộ phận tiêu thụ, lại nghe được từ các nhân viên có nhiều ý kiến không hay về cô. Cuối cùng, Tĩnh Tuyền đánh mất cơ hội thăng tiến vì sự tự phụ của mình. Shakespeare đã từng nói, kẻ kiêu hãnh luôn tự hủy hoại mình trong sự kiêu ngạo. Một người kiêu ngạo tự mãn về những thành tích nhỏ của mình, thật tình không biết, cao ngạo đồng thời cũng đào cho mình cạm bẫy trầm luân. Làm người nên giống như nước, không vì ưu điểm mà kiêu ngạo, cũng không vì khuyết điểm mà hạ thấp chính mình. Tác giả Lưu Duyệt có lần cùng một người bạn đã lâu không gặp cùng tham gia tiệc rượu. Trong bữa tiệc, có người khoe khoang biệt thự và xe sang trọng của mình, có người chia sẻ hành trình đi du lịch Dubai. Ngược lại, Lưu Duyệt và người bạn ngồi trong một góc, thấp giọng nói chuyện với nhau. Một lúc sau, người chủ trì buổi tiệc rượu chú ý tới bạn của Lưu Duyệt, đi tới mời rượu, lại khách khí đưa tới một tấm danh thiếp, bày tỏ lòng biết ơn rất lớn đối với sự hiện diện của cô. Sau đó, mọi người hỏi về lai lịch của người bạn của Lưu Duyệt. Người bạn này thì khiêm tốn nói rằng mình chỉ là một nghiên cứu viên, trong tay có một dự án có chút lui tới với công ty này mà thôi. Sau khi trao đổi vài câu vui vẻ, mọi người tản ra không hỏi nữa. Thực tế, cô là người đứng đầu một dự án đầu tư mà Liên minh châu Âu quản lý vài triệu euro, mà đề tài mũi nhọn cô nghiên cứu, sinh ra lợi nhuận cao tới hơn 100 triệu đô la. Sau đó, Lưu Duyệt lặng lẽ hỏi cô vì sao không nói thẳng. Cô chỉ cười nói, tôi đã không cần người khác khẳng định giá trị của mình nữa. Thật vậy, giá trị của một người không tăng lên nhờ sự kiêu hãnh và phô trương. Ngược lại, những bông lúa càng lớn, chúng càng biết cúi xuống. Một số thành tựu không cần phải được bình luận và một số kỹ năng không cần phải được thể hiện ở mọi nơi. Nam Hoài cần nói, đối nhân xử thế, phải giỏi sử dụng đường cong khéo léo. Nhiều khi, điều chúng ta phải làm là gạt bỏ góc cạnh của mình và cư xử một cách tế nhị hơn. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể nhường chỗ cho người khác và tránh được nhiều tranh chấp, tai họa cho chính mình. 3. Một cuộc sống tốt đẹp có những thăng trầm của nó. Mọi người thường hỏi, làm thế nào tôi có thể sống tốt cuộc sống của mình? Có một câu thoại như vậy trong bộ phim The Curious Case of Benjamin Button, bạn có thể thay đổi kể từ bây giờ, hoặc bạn có thể ở nguyên như vậy. Bạn có thể là con người tốt nhất của mình, hoặc chỉ là một mớ hỗn độn. Nhưng tôi muốn bạn tự hào về cuộc sống của mình. Nếu như không làm được, vậy cũng hy vọng bạn có dũng khí làm lại từ đầu. Một cuộc sống tốt đẹp có đầy đủ các đường cong và thẳng, có thể uốn cong và thẳng. Làm việc theo đường thẳng, tìm kiếm mục tiêu và không bao giờ bỏ cuộc. Hành động theo đường cong,
kiềm chế góc cạnh và bỏ đi sự kiêu ngạo của mình. Ở đời không có ngọn núi nào không thể trèo, cũng không có dòng sông nào không thể lội qua. Bất kể quá trình nào, đừng dễ dàng lùi bước. Cindy Finch là một nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp nổi tiếng của Mỹ. Trong thực tế, cô cũng chính là một nạn nhân sống sót sau một biến cố đau thương trong đời. Ở tuổi 27, Cindy, người đang mang thai 9 tháng, đã ly dị người chồng đầu tiên và bị phá sản. Ở tuổi 31, Cindy gặp người chồng thứ hai, có gia đình mới. Sự nghiệp đang đi đúng hướng thì cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Chứng kiến cái chết của một bệnh nhân mắc bệnh giống mình, Cindy cảm thấy hoảng sợ và bất lực. Trong vài năm sau đó, Cindy trải qua hàng loạt ca phẫu thuật lớn khiến cô bị suy đa tạng không rõ nguyên nhân và mất nhiều chức năng sinh lý trong một thời gian. Trong quá trình hồi phục, cô lại gặp phải một sai lầm y tế nguy hiểm đến tính mạng. Cả gia đình cũng vì vậy mà không chịu nổi gánh nặng. Nhưng dù vậy, cuộc sống không đánh gục được Cindy, ngược lại khiến cô không nản chí mà can đảm hơn. Để gần trung tâm phục hồi chức năng hơn, gia đình Cindy đã chuyển đến một thành phố mới. Cô kiên quyết thực hiện điều trị phục hồi chức năng hàng tuần, đồng thời vượt quá thời lượng tập luyện phục hồi chức năng mà bác sĩ chỉ định. Ngoài ra, cô còn tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ của một nhà trị liệu tâm lý để thoát khỏi tình trạng khó xử về tinh thần của mình. Dần dần, vết thương thể xác và tinh thần của Cindy được chữa lành. Cũng trên con đường tự chữa lành vết thương này, Cindy quyết định trở thành một nhà trị liệu tâm lý và dùng kinh nghiệm cá nhân của mình để giúp đỡ nhiều người hơn. Ibsen nói, đừng tự mãn vì may mắn và đừng chán nản vì vận rủi. Người mạnh thực sự giỏi tìm bóng tối trong lúc thuận lợi và ánh sáng trong nghịch cảnh. Đừng bị ràng buộc bởi những cái được và cái mất tạm thời. Đừng để bị mù quáng bởi thành công hay thất bại ngắn hạn. Suy cho cùng, bạn đối mặt với cuộc sống như thế nào thì cuộc đời sẽ thưởng cho bạn như thế đó. Nếu cứ sợ hãi không tiến lên, nhẫn nhục chịu đựng, nhiều vận may hơn nữa cũng vô dụng. Nếu tích lũy nghị lực, biết đánh giá tình hình thì dù thăng trầm khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua. Trong phần còn lại của cuộc đời, hãy nắm bắt quy tắc sống thẳng và cong, có tầm nhìn dài hạn để nắm bắt nhiều cơ hội và đạt bước ngoặt. Ostrovsky từng nói, sinh mệnh của con người giống như dòng nước chảy xiết, không gặp đào, đá ngầm, khó có thể khơi dậy những gợn sóng đẹp đẽ. Cuộc sống là hữu hạn, nhưng theo đuổi là vô hạn. Mọi người đều có thể định hình cuộc sống của mình theo cách mình muốn, điều quan trọng là bạn làm điều đó như thế nào. Nếu bạn thẳng thắn và bộc trực, làm mọi việc theo một đường thẳng, bạn sẽ có nhiều cơ hội. Mọi thứ đều có thể được như mong đợi. Biển chuyển thông thấu, đường cong làm người thì liễu ám hoa minh, thuận lợi viên mãn. Hình ảnh tốt nhất của cuộc sống có lẽ là có thể ngẩng cao đầu sải bước về phía trước, nhưng cũng phải biết khiêm tốn và cất đi góc cạnh của mình. Hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta có thể minh bạch và vững chắc trên đường đời, vừa uyển chuyển vừa thẳng thắn, mỗi bước đi đều nở hoa. Bài chia sẻ đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.